Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia một chương trình để góp nhận 600 tóc cần smart nha bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click, các bạn cần copy cái phần link dưới mô tả dưới video của mình, hoặc các bạn join vào kênh Telegram group của mình, các bạn copy cái link này các bạn. Và copy thì để claim được thì các bạn có thể claim trên địa chỉ trên dưới MetaMask hoặc là Chocolate các bạn. Thì đa số anh em đều dùng Chocolate thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em nhận trên Chocolate các bạn. Thì tất cả anh em mở Chocolate ra nè, anh em vào bằng cài đặt, anh em chọn mạng ETH nha các bạn, Ethereum trên tảng EC20 thì các bạn chọn vào mục Dash nè, rồi các bạn bắt cái đường link các bạn copy vào các bạn, rồi các bạn nhấp vào một cái bấm gửi các bạn, khá là dễ dàng. Rồi các bạn chờ nó load trang một chút xíu nha các bạn. Thì dự án này thì mình cũng nhờ được một ông anh đã đưa link cho mình nha các bạn. Rồi sao mình connect chưa? Sau khi các bạn tự động dán lên nó tự động connect luôn các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào, mình chưa có nhận được cái đồng nào các bạn, thì các bạn chỉ việc bấm vào mục submit này bạn. Sau khi nếu mà nó không hiện cái số này thì các bạn, mình có để cái phần số này cái phần link mô tả, các bạn copy vào các bạn bấm submit nha các bạn. Sao chưa nhận được nữa ta? Rồi qua một rơm. Dự án này là một token T-Swap bằng 1.03 đô. Các bạn chờ một chút xíu các bạn. Bull này. Rồi dự án này mình nhận 600 token này cứ như là mình bull qua những cái token khác các bạn. Để mình tìm lại. Rồi sau khi các bạn nhấp vào submit thì các bạn lót lại trang nha các bạn. Các bạn thoát ra, các bạn lót lại trang thì các bạn sẽ nhận được 600 token swap nữa. Để mình qua mình bull thử các bạn. Chắc mình video sau mình hướng dẫn các bạn bull các bạn. Vì mình đang làm video mình chưa có test thử các bạn. Cái đồng coin này coi như là mình bull, mình nhận lại những cái đồng coin như là T USDT nè các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia một chương trình này góp nhận 600 cần smart, đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.